Em chào anh. Ừ. Thưa anh, em gửi anh bản kế hoạch quảng cáo đợt này của công ty mình. Anh xem giúp em là có cần sửa gì không ạ? Làm thiện nguyện à? Anh thấy ok đấy. Em trình bày đi. Dạ... Em cứ trình bày đi, cứ theo ý kiến của mình thôi. Thực ra em cảm thấy kế hoạch đợt này rất hay. Nhưng mà trình tự làm thì em thấy chưa ổn lắm anh ạ. Em thấy chưa ổn chỗ nào? Em nghĩ rằng mình không nên quá chú trọng vào vấn đề quảng cáo. Mình hãy quan tâm hơn vào vấn đề thiện nguyện. Như đó thì chương trình của mình sẽ có sức lan tỏa hơn và khách hàng sẽ biết đến thương hiệu bên mình một cách nhẹ nhàng nhất. Em có thể nói cụ thể hơn được không? Em nghĩ rằng mình nên tổ chức một vài hoạt động dành cho nhân viên công ty mình có thể được là tiếp xúc và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Và em nghĩ mình nên để mọi người tình nguyện tham gia. Tình nguyện tham gia? Liệu có ổn không? Những chương trình thiện nguyện như thế này, em nghĩ rằng để mọi người tình nguyện tham gia sẽ không có vấn đề về gượng ép hay gò bó, và em sẽ là người đầu tiên đăng ký tham gia. Anh thấy em trong mọi chương trình đều rất là nhiệt tình đấy. Thật ra thì hồi sinh viên em cũng hay tham gia những chương trình như thế này. Khi đó cuối tuần nào em cũng đến những xóm nghèo ở chân cầu Long Biên dạy bọn trẻ học. Cuộc đời ngắn lắm anh, em nghĩ rằng mình nên cho đi khi nào mình còn có thể. Ok, vậy chương trình lần này sẽ do em phụ trách nhé. Anh tin tưởng em. Em cảm ơn anh rất nhiều. Được tham gia những chương trình như thế này thì đúng là không còn gì bằng. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu ạ. Em xin phép ra ngoài. Mua, đi ra đi. Không mua gói đâu mà. Ơ thằng này, tao đã bảo tao không mua cơ mà. Mày mời tao mua tâm. Ý đâu mà mày bảo là mặt tao rỗ. Hay là răng tao bị thưa? Phải đâu à. Không phải là cái gì nữa. Cút ngay, tao tát không còn cái răng nào ăn cháo bây giờ. Hoàn à. Đây. Cái gì đây? À. Ai cho mày đưa bao nhiêu tiền như này hả? Em cắp đúng không? Không phải đâu ạ. Vừa nãy có chú cho con ạ. Chú nào mà cho mày nhiều tiền như này? Chỉ đi ăn cắp thôi. Không phải cháu đi ăn cắp đâu ạ. Chú vừa nãy cho cháu thật mà. Mày chắc chắn là chỉ ăn cắp thôi. Mày có biết là cái tội ăn cắp ấy nó lớn như thế nào không hả? Mà mày gào lên như thế hả? Bây giờ như nào? Mà là cháu ấy, con kiếm tiền nuôi em. Nuôi em? Tầm mày thì nuôi em cái gì? Bây giờ cái tờ tiền này ấy, là tiền ăn cắp, tao sẽ tịch thu và để trả lại cho người đã mất. Cho nên bây giờ mày cút nhanh hay là mày muốn đi tù? Tao không muốn đi tù đâu mà. Không muốn đi tù thì mày im ngay, cút nhanh lên. Đi nhanh. Hôm nay em dẫn anh đến thăm gia đình của bé Phong. Đây là một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Phong 18 tuổi thôi, nhưng mà đã là anh cả của gia đình rồi. Rồi em còn có hai em nhỏ nữa. Bố mẹ thì mất hết. Hiện tại Phong và các em đang ở cùng bà nội. Thế ba bà cháu sống bằng nghề gì? Bà để bán trà đá anh ạ. Còn Phong thì đang bán hàng rong kiếm sống hàng ngày. Ở bên kia anh ạ. Anh có việc phải nghe điện thoại. Dạ. Em cứ vào trước đi nhá. Dạ vâng ạ. Bà, phải bà Thu không? À vâng ạ. Cô uống trà đá hay là có việc gì ạ? Có việc thì mới qua đây. Không tự nhiên qua đây hít bụi bà. Ô, thằng kia, thì ra là mày à? Ngậm cái mồm mày lại biết chưa? Cấm nói là quen tao đấy. Không không nhá. Hai bà cháu bà ấy, liệu hồn. Sao cô lại... Bà cũng cần biết. Liệu liệu cái mồm bà đấy. Anh ạ, à, em giới thiệu với anh. Đây là bác Thu, và đây là bé Phong. Con giới thiệu với bác, con bên công ty Đại Thành. Hôm trước con đã gọi điện trước cho bác rồi đấy ạ. Giới thiệu với bác, đây là anh Quang, giám đốc công ty con.
Chúng ta chào bác ạ. Cháu đến đây để thăm bác, như là em Phong ạ. Vâng, chào cậu. Mời cậu ngồi uống nước. Ê, bác để con rót cho ạ. Tay bác hình như ăn đau. Việc này để con làm được rồi ạ. Thưa bác, cũng như là bác đã biết là công ty chúng cháu đang có một chương trình thiện nguyện để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong đấy có gia đình bác. Thì công ty cháu đến đây để giúp đỡ cho em Phong cũng như là các em nhỏ đi học ạ. Quý hóa quá. Tôi chỉ có một mong ước lớn nhất là chúng nó được đi học. Thì sau này cuộc đời chúng nó đỡ khổ. Phong ơi, lại đây để cô nào. Đây nào. Con nghe thấy chưa? Con sắp được đi học rồi đấy. Con có vui không? Vui đúng không? Cô làm mồ hôi cho lên nhím hết cả rồi. Alo. Sao? Có việc gấp à? Được rồi, tôi sẽ về công ty ngay. Ông Anh. Dạ. Anh phải về công ty có việc gấp, em ở lại nhé. Vâng ạ. Dạ thưa bác, cháu phải về công ty ạ. Thì có gì bác trao đổi hay trao đổi với ông Anh cháu nhé. Vâng, vâng, chào cậu. Đi đi ạ. Cảm ơn cậu ạ. Chào anh ạ. Bà già à, xin cốc nước đi. Đóng vai người tốt từ nãy đến giờ. Cua vào cổ. Ơ cái bà này, bà bị điếc à? Thế bà có một cái lũ cháu của bà ấy, có được đi học không? Tôi mà về nói với sếp một câu thôi ấy, là nghỉ hết, nhá. Điếc của cô đây. Ôi, tôi xin bà lỗi. Bà làm cái gì đấy? Tôi xin lỗi, tôi nhỡ tay ạ. Cố tình đúng không? Không. Tôi xin lỗi. Đúng là làm phúc phải tội mà. Mày bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra. Biết cái váy là bao nhiêu tiền không mà lau. Mà hai bà cháu như bà một ruột. Cô làm sao thế? Nó chỉ là muốn giúp cô thôi mà. Giúp? Biết cái váy của tôi bao nhiêu tiền không mà giúp hả? Hay là để tôi giặt trả cô nhá. Giặt đã. Tôi lại không thích đấy. Thế thì thằng kia, mày đi đâu đấy? Thôi tôi xin lỗi cô. Để tôi giặt giúp cho cô ạ. Nhưng mà tôi lại không thích giặt. Bây giờ bà làm sao? Thế biết cái máy của tôi bao nhiêu tiền không? Bán cả hai bà cháu bà đi, không đủ đền đâu nhá. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Tôi thực sự luôn là không hiểu cái xã hội này. Tại sao phải kêu mang những con người bần cùng nghèo hèn như bà luôn ấy. Bà ấy đúng là gánh nặng của xã hội mà. Bà cháu tôi ấy, nghèo thì nghèo thật, nhưng mà sống lương thiện, cũng không hại đến ai bao giờ. Chứ không như một số người giàu có nhưng mà sống không có đạo đức. Cái gì? Bảo bà không có đức hả? Thôi đi. Ơ xe. Cái chú này à? Chú ơi, con kia định đánh bà cháu. Thằng bé gọi tôi lại, bảo có người đánh bà nó. Tôi tưởng là ai, hóa ra là cô. Cô làm cái gì đấy? Em tôi tưởng cô là người tốt bụng, nhân hậu như thế nào. Hóa ra chỉ là diễn thôi à? Không phải đâu ạ. Anh ơi, anh đừng hiểu lầm em. Hiểu lầm á? Chính tôi nhìn thấy cô đẩy bà cụ mà còn bảo là hiểu lầm được à? Thằng bé còn nói hôm qua con lấy tiền của nó, sao cô lại có thể làm như thế được nhở? Không phải đâu anh ạ, nó nói dối đấy. Trẻ con không biết nói dối đâu. Hóa ra tất cả những việc này đều là do cô sắp đặt. Tôi không ngờ cô lại là có bộ mặt như thế đấy. Anh ơi, anh cho em thêm một cơ hội nữa. Thực ra em cũng hay đi thiện nguyện thật ạ. Hay đi thiện nguyện á? Cô xem như này là hay đi thiện nguyện à? Cô làm ở đâu thì tôi không biết, nhưng mà tôi đã chứng kiến tất cả những việc này mà cô đã làm, mà cô còn cãi được à? Anh cho em thêm một cơ hội nữa. Anh đừng làm như vậy ạ. Không có cơ hội lần nữa đâu, cô bị đuổi việc. Tôi nghĩ đây cũng là quả báo để cho cô nhận ra những gì mà cô đã làm. Cháu xin lỗi bác. Xin lỗi cháu nhá. Cháu hứa là cháu sẽ giúp em Phong
cũng như là hai em nhỏ nhà được đi học đầy đủ ạ. Tôi cảm ơn cậu rất nhiều ạ. Cảm ơn cậu ạ. Còn bây giờ cháu sẽ đưa bác và em nhỏ về nhà nghỉ ngơi ạ. Đi thôi.